Hello, xin chào tất cả mọi người đã lên kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã đây. Tình hình thì anh em mình mới đi làm từ thiện về mọi người. Đi làm về lúc hai mấy ba giờ mọi người. Xong rồi tới giờ này là 7 giờ mấy mọi người. Là tụi nó đã ngủ được đâu. Cho tụi nó 3 giờ mới ngủ đi. Vô bấm hồi nửa tiếng nữa. Ba gữ. Ngủ tới 7 giờ. Ngủ 1 tiếng rưỡi nha mọi người. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Ngủ 1 tiếng rưỡi rồi. Không ta. 7 giờ trừ 3 rưỡi. Ngủ 3 tiếng rưỡi mọi người. Quên lộn. Đó cô giáo dạy. Thì tụi nó đã ngủ được khá là lâu rồi. Giờ này là chiều tối mọi người, dậy cơm nước đồ nữa, tắm rửa chứ để mình mấy hú quắc ngủ tới sáng mơ luôn sao mọi người, đúng không? Ngủ giờ này không có tốt. Ngủ giờ này mệt lắm mọi người. Giờ này mặt trời đè. Mình thương anh em mình chứ đâu có ý gì khác đâu. Cho nên là hôm nay mình sẽ không, cái màn cho này cũng khá là nhẹ nhàng với tụi nó thôi. Để xem cái phản ứng của tụi nó như thế nào. Hiện tại giờ mình đang ngồi máy tính nè. Hiện tại giờ mình đang ngồi máy tính, mình đọc comment nè mọi người, thấy không? Thì mọi người comment thì mình đọc hết trơn rồi mọi người. Thì những cái comment của mọi người là mình đã đọc hết trơn rồi mọi người, chứ không phải mình không đọc đâu. Nhưng là tại vì á, cái thời gian của mình kéo dài mọi người nó khít dữ lắm mọi người, cho nên là nó mình không có nhiều thời gian để mà thả tim. Nếu như thả tim thì mình đọc sẽ không hết comment của mọi người được. Cho nên mình lướt, mình đọc từ từ, từ mình đọc tới đâu mình đọc tới đó vậy đó. Chứ mình bấm thả tim, bấm thả tim hoài, nói chung là không đủ thời gian nha mọi người. Khi nào cái mình rảnh á, cái mình ngồi mình mới thả tim nha mọi người. Chứ không phải mình không đọc nha mọi người, comment là mình đọc hết. Những góp ý của mọi người là mình lưu ý hết mọi người. Thì ai có ý tưởng gì đó thì cứ comment đi mọi người. Một ngày 1-2 ngàn comment là mọi người. Cứ comment đại trong chổng đi, mình thấy. Một mình thấy à, tụi nó không có đọc comment đâu. Tụi nó lên YouTube nhiều khi lướt comment sơ cái là nó thấy ý tưởng gì đâu mọi người. Thì mọi người có comment ý tưởng gì thì comment dưới phần bình luận nha mọi người. Ok, bữa nay mình sẽ chơi cái trò này để xem cái phản ứng của tụi nó mà khi nó đang ngủ mà mình chơi cái trò này coi nó như thế nào nha mọi người. Để mình ra ngoài mình quay tụi nó ngủ cho mọi người xem nha. Đây. Chết hết. Mèo. Vô đây, tôi nhờ cái. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ nhờ Phúc Mèo quay giùm mình nha. Bộ cầm bộ quay giùm tôi chơi cái này vui lắm bộ. Ok. Lên mình luôn anh. Tao là ai? Đâu là đấy? Yo, mình tại sao lại ở tình cảnh như thế này? Yo. Ha ha ha.
Không bao cái khỏi mẹ. Hả? Ủa bao cái hồi của quạng. Bữa nay chọn chọn mấy hôm. Dạ. Bữa nay chọn chọn mấy hôm. Chị chọn cái tập trước rồi đấy. Chơi chơi. Anh đau không? Đau ý. Anh chọn chọn chó thì bữa nay mày bị ấy nó nữa. Anh lao cái này đi. Thường thường anh chạy thủng. Trời ơi. Bây giờ tôi thủng chạy. Sao? Chạy đi rồi nhưng mà chơi có mệt quá trời ngủ xíu quá thôi đuổi đi mà. Còn mọi người danh không chơi với mình thì một hồi mình rủ tụi nó chơi như thế này. Bây giờ mình vô chơi tụi nó. Ê. 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 Nói gì em nội? Nói gì rủ tụi nó chơi với tao là sao? Chơi ai? Rủ tụi nó chơi tao là sao? Nếu nó chơi thì anh bị chơi. Nhà này chỉ có hai sự lựa chọn. Một bị chơi. Hai được chơi. Chọn nào? Anh chơi bị chơi. Ngủ đi. Bị chơi. Đi bị chơi. Nó đó, đặt cái miếng. Vì đấy đủ dễ thông lên. Giờ cưng khủng khiếp. Mà ngủ gì vậy? Trời ơi, lụm trời ơi. Từ từ, từ từ. Đổ lên. Chó mà cứ giỡn tôi dẻo. Kiểu kiểu gì? A few moments later. Thank you.
Tất cả đèn dạo. Tao vừa mở đèn đó, tao dẹp không sạc đó. Con này không có gì đó. Cũng ghê đâu, sạc động nguyên hộ sát bên đi, chừng không bị chết sao. Toàn kỳ với ba, ngủ nặng chảnh họng vậy. Tao lớn rồi, mệt không cho tao ngủ gì chơi. Tao làm gì mày? Cảm biết chắc nặng chảnh họng kìa. Rồi kiếm gì vậy? Kiếm gì vậy? Miếng chanh. Ngủ đi, miếng chanh chanh chanh. Dở hoài. Bỏ qua giùm tôi, quay đi, tôi mua bia cho mình.
kiểu kiểu gì. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi con. Crash, great. Ủa, ta ngủ mì tím, mì tím, mì canh vậy ta? Gì ông nói? Cái cũng gì trời? Kìa. À, cái gì kìa? Cái gì? Rồi vậy nè, 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 muốn cầm cái chanh nè. Dạ, gãy chân luôn rồi. Này, hai anh cầm, anh nặng hết. Dạ. Dạ, 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 dạ. Cái gì? Cú hả? Ơi! Cái gì? Trời ơi! Lấy cái chanh trái này, lấy cái chanh trái của tao. Thôi, đừng. Cái năng nhỏ luôn, cái năng nhỏ. Thấy không nha? Không nha? Dạ nhã. Dạ nhã. Dạ. Mày lấy gì làm cho nhìn khác rồi. Để cho nó. Nhìn khác cắt ra. Để nó dẻo. Đây, 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 mình đưa tao, mình đưa tao, mình dịch tới đây, dịch tới đây nè. Toàn anh em cái gì từ từ nói, mình làm gì toàn nói mình nghe nè, chỗ người ta mời, ta ngủ đúng không? Dạ, anh em có gì từ từ nói, mình làm gì vậy? Rồi, người ta mời, ta ngủ. Nhá kêu tôi, đưa đây ai? Đưa đây ai? Nhá kêu tôi, dùm tao. Nó quay chân, nó quay chân. Tao cầm đó, nè, mới quay chân, nó quay rồi, nó quay đền đó. Giờ tao cầm, cứ ngắt rồi, bay không ấy đưa đâu. Tao cầm, nó quay tao là cha. Mày chơi gì? Tại sao đang chanh như miệng ta đúng không? Cũng như mình chơi chanh. Gớt rồi nhá. Cầm máy quay dẹo, cầm máy quay dẹo. Mày, mày cũng âm mưu với nó nè. Chạy ra. Thả thăm ra. Được rồi, cầm ra. Bóp bóp. Đừng khóc nữa nhé em ơi, đừng một người như thế không đáng để thương. Khó khó khó, chết mẹ mày rồi khó. Ai kêu ta ngủ chồng chi? Ngu 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 ngu. Ủa mày chết, chết mày chết, có chết mày chịu. Mày chết mày chịu nha. Ngu ngu ngu. Ai đuôi hổ? Ai đuôi ai chịu chịu? Ai đuôi hổ? Mẹ hợp tác gì đâu mà ngu như bò. Chưa tới 1-2-3 nó nặng chanh chạy rồi. Mấy em chạy đóng cửa lại nó quýnh đâu được hai hạng. Tại biểu tao không mệt ngủ vô trời. Nó chạm tao cưới cái bộ. Ai kêu mẹ mẹ đó. Mẹ nó bỏ. Chạy nó bỏ. Xanh ngu dữ danh thiệt luôn á. Xanh ngu dữ vậy. Nghĩ sao chưa đến 1-2-3 nặng chanh chạy trước rồi. Cái đôi hừa em hả? Nó biết hai hàng chơi chứ ngu cái gì mà đôi hừa. Giờ cho nó nặng vô hỏng đôi khóc. Chua. Hợp tác đây bàn hết trơn rồi. Anh à, em nói thiệt anh không mệt hết nha. Mệt thì mày ngủ 3-4 tiếng mày mệt gì mày nữa. Mày chỉ tướng mày như con heo vậy, mày không làm tiếp ta nữa mà mày còn đi ngồi mày ta đi ngủ đi. Nghe cái gì mà ngu ngu kinh khủng khiếp. Thiệt quá ngu cho cuộc tình thiệt luôn á. Đúng ngu luôn mọi người. Thay vì thôi giờ tới đến 1-2-3 ta nặng xong ta chạy đi ai đâu mà nói gì được nói giờ ngu. Nghe thích gì đâu luôn á. Mày cho người ta hay thôi vậy mình lạm phát anh chành mày cho người ta. Coi nếu mọi người thấy video này hay bấm like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chua quá.
chào tạm biệt mọi người nha. Mình sẽ trả thù. Bye bye mọi người.